Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Danh Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Bốn lạy đã xong. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Kế tiếp quay về hướng bên tay trái nha quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Danh Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào của cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hiện giờ Châu Phú đang đi lên trên núi Chốc quý vị. Tại đây cũng có ngôi thờ của mẹ Diêu Trì Địa Mẫu và Đức Phật và các vị thần ở đây. Thì Châu Phú cũng nhờ chú Sáu hướng dẫn cái bài cúng của cư sĩ tại gia của bên Đức Thầy, bên Phật Giáo Hòa Hảo. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thưa chú Sáu, hôm nay nhân dịp mình về núi sẵn nhờ chú Sáu cúng, trước cúng thì cũng cúng sơn thần năm non bảy núi ở đây và sau đó cũng hướng dẫn cho bà con cúng theo cư sĩ tại gia nha chú Sáu. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Để sao là chú Hai quý vị. Cúi kính dâng hương trước cửu quyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Xá một xá. Thắp hương ngay chân bàn thờ cửu quyền nha quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cúi đầu lại tạ tổ tông báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn. Rày con xin giữ đạo hằng tu cầu tông tổ siêu thân Phật đài. Nguyện làm cho đẹp mặt mày thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền cội tu. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Lại bốn lại nha quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kế tiếp là bàn Phật nha quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thập Phương Phật. Nam Mô Thập Phương Pháp. Nam Mô Thập Phương Tăng. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quang Cựu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm ứng chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh giữ quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo.
Mô A Di Đà Phật. Xá một xá thấp hơn nha quý vị. Chúng ta cấm hai tay mới phải, nhưng mà tại vì mắc dối. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Dạng Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Bê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Lại bốn lại nhớ về. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Giới Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mời quý vị ra bàn thông thiên. Kế tiếp là mình đi ra bàn thông thiên nhớ về. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Đi phải khum nha quý vị, vì đi không khum trúng cái đầu. Để trong hang quý vị. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Ở bàn thông thiên thì chúng ta có cái bàn chánh, chúng ta có nguyện bài quy y. Còn ở sau lưng hai bên chúng ta chỉ đọc Tây Phương Ngũ Nguyện. Chị mời quý vị cùng theo dõi chúng tôi. Xá ba xá. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quang Cựu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bãi Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Dạng Dâm Dạng Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kế tiếp xây vào trong nhớ quý vị. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nam
Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên hoa hải hội thượng Phật từ bi Phật dương độ chúng thế giới bình an. Nam mô nhị nguyện cầu cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh. Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây phương. Nam mô tứ nguyện cầu bá tánh dạng dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Nam mô ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Vốn lại đã xong. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kế tiếp quay về hướng bên tay trái nha quý vị. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên hoa hải hội thượng Phật từ bi Phật dương độ chúng thế giới bình an. Nam mô nhị nguyện cầu cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh. Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây phương. Nam mô tứ nguyện cầu bá tánh vạn văn từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Nam mô ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Quay ra hướng sau lưng luôn nha quý vị. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên hoa hải hội thượng Phật từ bi Phật dương độ chúng thế giới bình an. Nam mô nhị nguyện cầu cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh. Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây phương. Nam mô tứ nguyện cầu bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Nam mô ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Kế tiếp là mình xây lại nha quý vị. Xá ba xá thẳng. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật, xây lại bàn thông thiên để cho có lối thoát. Kế tiếp vào trong nữa ha chú sao? Trình cứu quyền. Vô trong trình cứu quyền ha. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật, xong là mình vào trong trình cứu quyền nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Hay tối chỗ phú bắt lát lên nha quý vị. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Ba xa thẳng. Dạ, ba xa thẳng. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu cúi đầu xả hai tay xuống. Ngồi tầm bảo cũng y vậy. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì sau khi bà con chúng ta cúng xong
hay cái thời cúng của mình rồi, muốn ngồi niệm Phật tùy ít nhiều, ngồi bán già niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà Đức Thầy đã chỉ dạy, ít nhiều gì tùy theo cái lúc mạnh yếu, chúng ta có thể ngồi bán già niệm Phật tiếp. Rồi sau khi chúng ta muốn hồi hướng cái công đức này cho tất cả những quan gia trái chủ, chúng tôi xin nguyện cho bà con thấy cái này là ở ngoài cái thời cúng của chúng ta, chứ nó không phải nằm ở trong cái thời cúng mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Nhưng mà mình trước sau giờ mình chắc có lẽ cũng phải gây cái tội rồi. Yeah. Chúng ta xá ba xá ở ngôi Tam Bảo. Quang gia. Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chắp tay vào ngực. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần. Nam Mô A Di Đà Phật ba lần. Giái Phật Tổ Phật Thầy. Nay con thành tâm cầu nguyện cho tất cả những quan gia trái chủ trước đây con đã sát giết nhiều đời nhiều kiếp vô tình hay cố ý. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ các vong linh vừa kể trên được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Bởi vì mình sát giết người ta thì bây giờ mình phải hồi hướng cái công đức cho người ta. Rồi còn nhiều cái đoạn mà chúng ta hồi hướng công đức thì tùy nơi chúng ta đặt. Vậy thì cái thời cúng ở ba ngôi thờ của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì vừa qua thì chúng tôi cũng có thực hành để cho bà con thấy. Nhưng mà tại vì tôi nguyện ở trong tâm rồi, tôi không có nói ra. Yeah. Thì lúc nào cái hướng nào chúng ta lại bốn lại thì chúng ta đứng lên cũng có Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hướng nào chúng ta cũng có, chỉ có ngôi của Quyền Thất Tổ là chúng ta không có thôi. Còn ngôi Tam Bảo với Bàn Thông Thiên thì hướng nào cũng có. Nam Mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Vậy thì cái buổi thực hành cái phương pháp cúng lại mà Đức Thầy đã chỉ dạy, đến đây chúng tôi cũng xin được phép kết thúc nơi đây. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con chân thành cảm ơn chú Sáu và chú Hai rất là nhiều. Chúc hai chú sức khỏe an lạc nha. Trên trước để phục vụ cho cha chú Thầy Tổ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, video Châu Phú đã dài. Châu Phú xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Cũng không quên cầu chúc toàn thể vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, vạn sự an lành, an khang trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.